Vậy kẻ giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, vui vẻ yêu đời hay là hận đời, toàn bộ nó nằm ở cái niềm tin cũ này. Nó nằm ở niềm tin cũ này. Khi vào não của chúng ta thì bắt đầu dần dần chúng ta hình thành lên một cái bộ gọi là bộ nhớ. Mỗi một ngày một thông tin nào đó nó đi qua, một thông tin nào đó đi qua não ta, thì chúng ta lại kêu cái thông tin này để nhét vào não của chúng ta. Và bắt đầu nó tạo ra một cái niềm tin, một niềm tin cũ. Và cái này, bộ nhớ này tôi gọi là niềm tin cũ. À, vậy thì bắt đầu từ bé, từ lúc 1 tuổi, 0 tuổi, mà đến lúc mà các anh chị học xong đại học, tức là 22 tuổi, thì bắt đầu các anh chị bị nhồi nhét và dần dần nó hình thành nên niềm tin cũ. Ví dụ, con nhà nghèo thì niềm tin cũ bắt buộc phải là gì? Cơm áo gạo tiền là số 1. Con nhà nghệ sĩ thì niềm tin cũ của họ là gì? Để tạo ra cái giá trị tinh thần cho cộng đồng mới là số 1. Con nhà giàu thì niềm tin cũ của họ là gì? Phải tạo ra những dự án mới là số 1. Vậy thì bắt đầu do văn hóa vùng miền, do nơi ta sinh ra, do nền giáo dục và đặc biệt là do tư duy bộ não của chúng ta. Chúng ta kêu cái gì vào đây? Chúng ta kêu cái gì vào đây? Thì chính là tạo ra một cái niềm tin cũ. Bản chất là mỗi một con người chúng ta đều nhận được thông tin giống hệt nhau, nhưng thái độ trả về cho thông tin ấy là hoàn toàn khác nhau. Vậy vấn đề nó nằm ở đâu ạ? Nằm ở niềm tin cũ. Vậy kẻ giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, vui vẻ yêu đời hay là hận đời, toàn bộ nó nằm ở cái niềm tin cũ này. Nó nằm ở niềm tin cũ này. Vậy nếu như chúng ta muốn học một cái mới, thì việc đầu tiên chấp nhận một câu chuyện là gì ạ? Hãy làm trắng não mình đi. Lúc trẻ thơ, đừng mang niềm tin cũ ra soi. Và một trong những cái niềm tin cũ lớn nhất của mấy ông CEO đó là gì ạ? Đặc thù, doanh nghiệp tôi đặc thù. Một số anh cái doanh nghiệp bằng lỗ mũi thôi mà cũng đặc thù. Tôi chả hiểu đặc thù ở đâu cả. Đặc là gì ạ? Chỉ có đặc não thôi chứ không có đặc thù. Vì vậy, việc đầu tiên khi chúng ta học là chúng ta hãy làm gì ạ? Trắng cái bộ não của mình ra để tiếp nhận. Khi chúng ta tiếp nhận vào đây, chúng ta trắng ra thì chúng ta với gì ạ? Tiếp nhận được vào. Mà khi tiếp nhận vào thì cái việc sau đó sử dụng hay không vẫn còn nguyên quyền của ta mà. Cớ sao ta phải phản ứng ta nè ra ngay? Vậy tôi muốn khuyên các anh chị, căn cứ vào phương pháp tư duy của bộ não, thì việc đầu tiên các anh chị hãy làm trắng não mình ra đã, để tiếp nhận nó vào đã. Còn sử dụng hay không, hồi sau vẫn còn quyền trong tay của các anh chị. Vậy cho nên là gì ạ? Từ đấy thì chúng ta không có ý thức phán xét. Mà không có ý thức phán xét thì không còn thái độ. Không còn thái độ thì có nghĩa là ta lắng nghe với tư duy tích cực. Liên hệ ngay CEO Hồ Chí Minh Holding, hotline 0902 509 005, website www.ceohcm.edu.vn.